cầu thủ sử dụng ma thuật phá hủy hàng thủ đối phương. Năm 2017, thời mới cập bến PSG. Neymar tiếp tục chuỗi ngày như mơ trong màu áo câu lạc bộ. Trong trận đấu với Toulouse, không chỉ ghi bàn mà Neymar còn tham gia kiến tạo cho đồng đội lập siêu phẩm. Chơi với thế chỉ còn 10 người nhưng PSG vẫn đủ sức đè bẹp đối thủ ngay tại sân công viên các hoàng tử. Phút 84 của trận đấu, tiền đạo tân binh của đội bóng thành Paris có một cú đá phạt góc vừa tầm để Courtois tung người móc volley hiểm hóc trong vòng cấm đánh lừa cả hàng phòng ngự đội khách. Cùng xem lại những tình huống cầu thủ sử dụng ma thuật phá hủy hàng thủ đối phương. Và các bạn đừng quên bấm subscribe kênh YouTube Live Fanpage bóng đá hài hước để nhận ngay những thông tin mới nhất. Really, nigga? Thì ra mày chọn cái chết. Mày không hớt được bao con trai. Sở dĩ bóng đá luôn là môn thể thao thu hút sự quan tâm của nhiều người như thế là bởi nó mang lại muôn vàn cảm xúc cho người xem. Khoảnh khắc những siêu phẩm bàn thắng ra đời, những bước chạy tốc độ hay những tình huống dở khóc dở cười trên sân luôn khiến khán giả cực kỳ thích thú. Bên cạnh đó, không ít lần người hâm mộ còn được chứng kiến những tình huống vi diệu tưởng chừng như hắc của các ngôi sao sân cỏ. Và những khoảnh khắc cầu thủ sử dụng ma thuật phá hủy hàng thủ đối phương đã tạo nên sự vi diệu ấy. Mời các bạn cùng theo dõi qua video sau đây. Nói về tình huống này, huấn luyện viên Zinedine Zidane thừa nhận ông không kịp chú ý Benzema đã đi qua bao nhiêu cầu thủ và dành những lời có cánh cho cậu học trò đồng hương. Tôi không biết Benzema làm thế nào để thoát khỏi khu vực góc sân. Thú thực, tôi còn không nhớ cậu ấy đã qua được bao nhiêu người. Quả thực, dường như Benzema đã dùng ma thuật gì đó, chứ bình thường thì làm sao mà có pha solo qua người áo diệu đến thế được. Những pha đi bóng đơn giản nhưng đầy hiệu quả của Sané bên hành lang cánh trái thực sự là nỗi ám ảnh của hàng phòng ngự pháo thủ trong trận đấu ở vòng 28 ngoại hạng Anh. Cụ thể, Leroy Sané đã góp dấu giày vào cả 3 bàn thắng trong chiến thắng 3-0 của đội nhà trước Arsenal. Và đây là một trong số đó. Phút 15, ngôi sao sinh năm 1996 có pha solo đi bóng như chốn không người trước khi chuyền vào trong để Bernardo Silva khống chế rồi cứ lòng tinh tế vào góc xa hạ gục thủ môn Peter Cech. Như một nhà ảo thuật trên sân cỏ, Iniesta nổi tiếng với khả năng kiểm soát bóng trước khi tung ra những đường chọc khe sắc lẹm khi còn thi đấu cho Barcelona. Giờ đây, dù đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp, anh vẫn cho thấy đẳng cấp của mình trong những pha xử lý bóng trong trận đấu tại J-League. Như ở pha bóng này, từ một đường chọc khe của Lukas Podolski, Iniesta chạy chỗ thông minh, khống chế bóng đẳng cấp vượt qua hậu vệ Kentaro Oi trước khi đánh bại thủ thành Krzysztof Kamiński và đưa bóng vào lưới. Dù trước mặt là rừng cầu thủ của Espanyol, nhưng Messi vẫn khéo léo lách qua từng người một trước khi tung ra cú dứt điểm. Thủ thành của Espanyol đã xuất sắc cứu thua, nhưng sau đó Luis Suarez đã ập vào làm tung lưới đội bóng cùng thành phố. Chứng kiến pha solo ấy, không một ai có thể từ chối cho siêu sao người Argentina những tràng pháo tay tán thưởng được. Real Madrid không có kết quả tốt trong chuyến làm khách trước Sevilla hồi ngày 13 tháng 1 năm 2017. Nhưng riêng Marco Asensio vẫn để lại dấu ấn không thể nào quên với pha dẫn bóng từ phần sân nhà loại bỏ một loạt hậu vệ áo trắng rồi dứt điểm tung lưới David Soria. Phút 48, sau cú đấm bóng của thủ môn Kiko Casilla chống lại tình huống đá phạt góc bên cánh phải của Sevilla, đội khách phản công cực nhanh và Asensio có một pha bứt tốc ấn tượng
Bàn thắng này của cầu thủ sinh năm 1996 được ví như bàn thắng của Gareth Bale trong trận chung kết cúp nhà vua Tây Ban Nha năm 2014. Ở trận đấu giữa Brazil với Paraguay ở vòng loại World Cup 2018, Neymar có màn solo từ sân nhà đi thẳng vào vòng cấm của đối thủ trước khi tung cú sút hiểm hóc. Cụ thể, phút 64, nhận được bóng từ sân nhà, cựu tiền đạo Barcelona đã đi bóng qua hàng loạt cầu thủ Paraguay trước khi dứt điểm tung lưới thủ thành Anthony Silva. Người ta hay nhớ đến đôi chân pha lê Robben bởi những pha solo đẹp mắt. Chân sút của Bayern chính là nỗi khiếp sợ của hàng hậu vệ và thủ môn đối phương mỗi khi đối mặt. Một hình ảnh dường như đã khá quen thuộc với người hâm mộ bóng đá. Gã hói di chuyển từ cánh phải, vượt qua hàng loạt đối thủ, rồi tung cú đá kèo trái xé lưới khung thành đội bạn. Và đây là một trong những lần như thế. Philippe Coutinho đã có một bàn thắng solo kinh điển vào lưới David De Gea trong trận đấu với Manchester United tại Europa League. Tiền vệ người Brazil thừa nhận rằng đây chính là bàn thắng đẹp nhất anh ghi cho Liverpool. Coutinho chia sẻ thêm, thật khó để có thể diễn tả cảm giác ghi bàn lúc đó. Thực sự rất tuyệt khi sút tung lưới MU. Nó đến ở thời điểm vô cùng quan trọng của trận đấu, vào lưới một trong những đối thủ lớn nhất của chúng tôi. Tình huống diễn ra ở phút 11, trận bán kết lượt đi UEFA Champions League 2015-2016 giữa Atletico Madrid và Bayern Munich. Tiền vệ Saúl Niguez đã có màn độc diễn qua liên tiếp 5 cầu thủ bên phía đội khách trước khi dứt điểm tung lưới thủ thành Manuel Neuer. Chính siêu phẩm này của Saúl Niguez đã giúp Atletico giành lợi thế không nhỏ trước trận lượt về trên sân Allianz Arena của hùm xám xứ Bavaria. Đội bóng sọc đỏ trắng thành Madrid sau đó đã giành vé vào chơi trận chung kết. Phút 24, trận đội tuyển Pháp đối đầu với Moldova ở vòng loại Euro 2020. Pogba nhận bóng bên ngoài vòng cấm. Cầu thủ này thực hiện động tác giả lừa đối phương như chuẩn bị sút bóng, nhưng thực chất là một đường chuyền bóng vào trong cho Antoine Griezmann. Như hiểu ý đồng đội, Griezmann lao vào rồi tung ra cú volley hiểm hóc, hạ gục thủ thành Alexey Kozelev để mở tỷ số cho trận đấu. Chỉ có thể dùng từ đẳng cấp để mô tả tình huống này. Vừa rồi là những khoảnh khắc các cầu thủ sử dụng ma thuật phá hủy hàng thủ đối phương. Nếu thấy video hay, đừng quên like, share để ủng hộ cho kênh. Cảm ơn vì đã theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.